Ở video trước, tôi đã cùng với anh em xây dựng một quân đội mạnh nhất thế giới. Và trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục nâng cấp quân đội đó. Và tôi cùng với anh em sẽ cùng nhau khám phá cấp độ mạnh nhất của siêu quân đội. Ok, thì vẫn là cái con game nâng cấp quân đội đấy. Thế nhưng mà anh em đã bảo tôi là làm tập tiếp đi. Và mọi người ơi, nhìn đi anh em, nhìn máy bay mà tôi có đi. Anh em, nhìn xe tăng mà tôi có đi. Vâng, và tôi đã nâng cấp tất cả lên sao đỏ. Và đây có vẻ như là sao khủng nhất rồi mọi người ơi. Và bây giờ tôi sẽ sâu hàng sức mạnh luôn. Quá easy đúng không? Quá là easy luôn. Quá là easy luôn. Về đây anh em. Tiếp theo anh em mình đánh bom luôn. Trông như kiểu là quái vật này được tạo lên từ cheat anh em ạ. Trông cũng nâu nâu. Ok rồi, và như ở đầu video tôi đã nói, hôm nay sẽ là cấp độ mạnh nhất của siêu quân đội của đúng không? Vậy thì vào. Ui. Anh em hãy nhìn cái máy bay 3 sao đỏ này. Ui chất thực sự anh em ơi. Nó đẳng cấp lắm luôn ấy. Tiếp tục. Wow, quá phê. Ui chất thế nhỉ. Từ. Bây giờ tôi sẽ sửa lại đội hình như thế này. Tôi sẽ cho hai cái máy bay này lên đầu, cho mấy cái ô tô này xuống cuối đây. Ui, vào việc. Ui, nhìn này. Để xem nó tấn công đội quân này. Ui, nó bắn tên lửa xuống em ạ. Nó bắn tên lửa xuống. Đầu ác có thằng kia đi đâu đây? Lạc à? Ê anh em ơi, có một thằng trong quân đội của tôi bị lạc. Ui rồi, anh em mình chuyển qua vùng băng giá. Mọi người thấy sao ạ? Ít rồi. Ôi, từ anh em là cắt tiếp đây. Wow, ok, lên đỏ nhá, lên đỏ luôn. Ok, tiếp tục nào. Ok, bây giờ thì cũng đang có khá là nhiều tiền. Thế nên là mua. Một sao à? Bây giờ mua được mỗi một sao anh em ạ. Mua. Ok, hai thằng này cùng hội vào với nhau. Ôi dồi ôi. Này, có vẻ như là mấy thằng này bây giờ tôi không mua nữa. Bây giờ anh em bán đi. Tôi có một cách để kiếm quân đội nhanh hơn. Đó chính là xem quảng cáo. Ok, anh em mình đến level tiếp theo. Level 26. Tôi vẫn sẽ để cho hai cái máy bay của chúng ta đi đầu bởi vì nó quá là ngầu. Ngầu cho đi đầu. Anh em thấy hợp lý của nó không nha? Và tôi nghĩ là chắc là tôi sẽ phải sắp xếp lại đội hình một tí. Cho thằng lên đây đi. Cho thằng lên đây. Anh em mình đổi cho mấy cái xe này lên đây nhá. Đấy. Xe cơ giới là phải cho đi đầu đúng không? Rồi ok. Bây giờ tôi có thể kiếm được một cái máy bay 3 sao chỉ bằng việc xem quảng cáo. Quầy vai. Quầy. Ôi phê thế nhờ. Được đấy. Quầy. Vào đây. Hai thằng này kết hợp luôn. Rồi. Chúng tôi đang tiện nhờ. Đang tiện anh em mình kết hợp phát đây. Quầy giỏi. Trông cũng khét nhờ. Nó lên cái này 3 sao đỏ. Yes. Ok, thế thì tôi sẽ lên nốt thằng này. Ok nhá, yeah. Lại xem quảng cáo tiếp. Rồi, giỏi rồi. Hai siêu xe bắn tên lửa. Uầy, khét. Anh em có ngửi thấy cái mùi gì không? Khét đấy. Ok, và đây là kết quả sau khi xem quảng cáo quá 180 phút. Thực ra là tôi đã phải xem quảng cáo trong 1.800 phút thì mới được như thế này đây anh em ạ. Vâng, bây giờ anh em có 8 cái máy bay. Ui, tôi vào luôn. Ui, đây đã là cấp độ mạnh nhất của một siêu quân đội chưa anh em? Không biết là sau 3 sao đỏ thì nó có đến cái sao gì nữa, sao tím á? Anh em mình tí nữa nâng cấp luôn, không nói nhiều. Bây giờ tôi quá mạnh rồi, tôi chỉ tò mò là cấp độ tiếp theo trông nó sẽ như thế nào. Đúng. Lỡ ngỡ đây lại là cấp độ mạnh nhất rồi. Ok, anh em lại đánh tiếp luôn. Hiện tại thì chưa cần phải nâng cấp nhiều. Bây giờ thì chúng ta sẽ đánh tiếp để khám phá xem là con boss tiếp theo là gì. Và chúng ta sẽ chiếm luôn
cái vùng đất băng giá này. Có khi bot này là Elsa. Có khi là Elsa là bot. Ok, và bây giờ đã là bàn bot rồi. Và để xem tôi nói có đúng hay không nhá. Liệu rằng cái bàn mà có nhiều băng như thế này thì Elsa có là bot không? Let it go. Let it go. Bot đâu? Con gì đây? What? What? Game bị lag hay là do tôi quá mạnh nhỉ anh em? Chưa đến một giây, tôi phải nói lại là chưa đến một giây, tôi còn chưa kịp nhìn ra con bot nó trông như thế nào. Nó đã hoảng rồi. Quân đội của tôi bây giờ có thể gọi là sở hữu sức mạnh tuyệt đối cũng được đúng không? Nói như thế thì cũng khá là hợp lý, bởi vì là bot đánh mà chưa đến một giây thì chắc là sức mạnh tuyệt đối cũng là chuẩn rồi đấy nhá. Wow, khủng khiếp thật. Thôi, tôi sẽ chiếm đốt cái vùng đất này đã, level 30 rồi. Một chút nữa thì chúng ta sẽ dồn vào và nâng cấp một loạt luôn nhá. Bây giờ bọn này yếu lắm rồi, bot nó còn không cân được mình thì bọn này tuổi rẻ. Ôi giời, anh em thực sự luôn là máy bay của tôi quá khỏe. Bây giờ kể cả tôi có bán hết cả bọn ở bên dưới đi, tôi chỉ giữ lại máy bay thôi, chắc là cũng vẫn bá đạo nhá. Ok, và anh em đến với vùng đất mới để xem vùng đất này là gì. Có vẻ như đây lại là một cái bến cảng nữa anh em ơi. Bây giờ tôi mới hiểu được cái cảm giác là cô đơn trên đỉnh cao nó sẽ như thế nào. Khi mà bạn sở hữu sức mạnh tuyệt đối, việc bạn cô đơn nó là điều hiển nhiên. Bạn sẽ phải quen với nỗi cô đơn đi. Quen dần đi. Nào bây giờ không để anh em chờ lâu nữa. Đầu tiên thì... ô, cái xe này đi. Wow, xe tăng. Thực ra thì với cá nhân tôi, cái xe tăng này nó không khác nhiều so với cái xe tăng lúc đầu nhỉ. Nó có ngầu hơn, nhưng mà không ngầu hơn nhiều lắm. Cái xe này ngầu hơn nhiều này. Ok, lên xe tăng luôn. Wow, trông là nó cũng khá ngầu đấy nhờ, nó có thêm mấy cái viền viền. Nào, nốt đi. Ok, và chúng ta có hai xe tăng 3 sao rồi. Chất 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 chất, đét đèn đẹp luôn rồi. Wow. Ui, thôi, bây giờ thì tôi sẽ nâng cấp cái này. Máy bay. Nope. Nope. Ôi, không nâng cấp rồi, vãi. Tình hình là không nâng cấp được. Đáng tiếc, đáng tiếc, đáng tiếc. Nó là một sự đáng tiếc anh em ạ. Có vẻ như 3 sao là đạt đến cảnh giới tối thượng rồi, không thể nâng cấp được nữa đâu anh em ơi. Hơi tiếc nha, hơi tiếc nha. Ok, dù sao thì 3 sao cũng đã là cao nhất rồi, nên là bây giờ full tổ đội 3 sao thì anh em thấy sao? Lên. Ok, tiếp tục này. Một bé 3 sao nữa. Ok, như vậy là anh em tất cả đều đã full 3 sao rồi đấy nhỉ. Chắc là tôi bán tất cả đi. Tuổi gì? Tuổi gì mà đòi lọt vào đây? Ok, vào thôi. Trời ơi. Anh em nhìn tỏ ra của tôi đây. Đi đi. Ngầu mấy lít. Này mấy thầy lái xe cẩn thận vào nhá. Đừng vào nhau để hỏng hết xe của anh bây giờ. Uầy. Nó ngầu quá mọi người ơi. Nó tuyệt vời quá anh em ơi. Trời ơi. Rồi anh em thấy chưa? Đùa. Đùa lại được đấy. Tất cả quỳ xuống. Anh em đâu ạ? Tất cả mặc hết vest vào cho tôi. Ai có bộ nào đẹp nhất mặc hết vào cho tôi. Bây giờ quân đội của chúng ta chính thức sở hữu sức mạnh tuyệt đối trong con game này. Đấy, trời ơi, không thể mạnh hơn được nữa rồi nhé mọi người ơi. Tất cả mọi thứ, máy bay 3 sao, xe tăng 3 sao, máy bắn tên lửa 3 sao luôn. Và đây là mạnh nhất rồi, không thể nâng cấp được. Đấy. Mạnh quá rồi mọi người ơi. Mạnh quá, ngầu tê chứ lì, đùa. Phê. Tuyệt vời các bạn. Vâng, tôi chơi một cái gì đó mà khi mà tôi đạt được cái cấp độ mạnh nhất là tôi thấy tuyệt vời luôn đấy. Bây giờ tôi sẽ sắp xếp lại vị trí một tí, cho hai cái xe tăng nó vào giữa đi. Đấy, trông như này cho đẹp, được chưa? Máy bay là bao bọc xung quanh. Đấy, cho xe tăng vào giữa bởi vì xe tăng chỉ có hai cái thôi, hơi ít. Ui dồi. Tuyệt vời không? Ui.
nhìn mà nó đã luôn, không phải nói nhiều quầy đâu ơi. Bộ 4 à. Tuyệt vời. Ok, và tôi đã thay thế một vài cái máy bay bằng xe bắn tên lửa bởi vì tôi thấy cái này nó ngầu anh em ạ. Anh em mình thay đổi phong thủy đi một tí xem nó thế nào. Tuyệt vời, thực sự đấy, không còn gì tuyệt vời hơn rồi. Quá phê. À đây, bot. Bà này như là có bot rồi. Ủa đây, quay. Anh em mình đánh nhau với cả lobster. Tôm hùm khổng lồ bây giờ với chúng tôi cũng chỉ là hải sản thôi nhá. Ok, đấm nốt nào. Level 35 có vẻ như đây sẽ là cái level cuối cùng của con game này rồi. Thế nên là triển cách vui vẻ, anh em sẽ chiếm nốt cái thành này. Kìa, chúng mày cứ đi hết cả đâu, cái bọn này cũng nhiều cái kiểu gì. Mấy cái thằng lái xe của tôi chán quá, chúng nó cứ lái loạn xì ngẫu hết cả lên. Ôi là vẫn còn à. Vẫn còn vùng đất nữa anh em ơi. Có vẻ như con game này cực kỳ nhiều vùng đất. Thế nhưng mà nó lại không cho mình nâng cấp lên, hơi buồn nhờ. Đúng ra là nó phải cho tôi nâng cấp hết lên thì nó mới sướng chứ, đúng không? Ok, và chắc là video này tôi sẽ kết thúc đây. Bởi vì là hôm nay chúng ta đã nâng cấp được quân đội này, sở hữu sức mạnh tuyệt đối. Và đây đã là phiên bản mạnh nhất rồi. Nên là xin phép là dừng ở đây. Đúng ra là con game này tôi chỉ làm một tập thôi. Thế nhưng mà anh em cứ bảo là nâng cấp full đi, xem nó như thế nào, thì hôm nay là tôi đã thực hiện được rồi. Ok, và đây là cấp độ mạnh nhất như mọi người. Giá như mà con game này nó cho tôi nâng cấp lên sao tím, rồi kiểu sao Galaxy 7 màu, làng gốm Bát Tràng, LGBT các kiểu đấy, thì tôi nghĩ là nó sẽ còn hay hơn nữa. Hy vọng là nhà sản xuất game này cập nhật thêm để mà có nhiều cái tạo hình hơn. Ok, được rồi, và cảm ơn anh em vì đã ủng hộ tôi chơi con game này. Và nếu thấy thích video này, nhớ ủng hộ tôi một like và một đăng ký kênh để giúp cho kênh Pop Pro sớm đạt được 2 triệu người đăng ký nha anh em. Cảm ơn mọi người vì đã xem video này nhá. Thế còn bây giờ thì bye. Nếu các bạn yêu quý Pop Pro thì đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh và nhấn vào cái chuông bên tay phải để có thể nhận được những thông báo về video mới nhất của mình nhé.